Mặc quần áo vào. Cả hai vợ chồng cùng đi. Chuẩn bị đi. Dạ cháu mời cậu. Các anh cứ chú uống nước đã. Thôi nước non gì. Đi chuẩn bị đi. Nhưng sáng sớm cháu cho trẻ con ăn sáng rồi đi học. Lát cháu qua sau được không ạ? Anh Khâm, anh điện về trại cử cho tôi một cô đến để giúp cho cháu. Dạ báo cáo anh. Anh cứ làm theo tôi đi. Rõ. Điện thoại của ông đâu? Mở máy giúp tôi. Ông Nhất. Mở đi, nhanh lên. Ông Nhất, tốt hơn hết là phong bì tiền ở đâu, ông chủ động giao nộp lại cho ban chuyên án. Đây là hành động hợp tác và thành khẩn của ông. Bọn nó đưa bao nhiêu tiền, nộp lại hết, đồng thời tố cáo những người có liên quan. Chị vào lấy đi. Nếu không tự giác, chúng tôi sẽ khám xét đấy. Giết hai mạng người mà ông chỉ nhận từng ngày thôi hả ông Nhất? Đây chính là nghi can liên quan đến hai vụ giết người trong trại giam vừa qua. Đề nghị đưa về xét hỏi ạ. Thằng khốn! Mày! Chỉ vì mày đồng tiền mà mày đã làm cái việc dơ bẩn như vậy hả Nhất? Mày đã tiếp tay cho bọn tội phạm lũng đoạn cả cái cơ quan đơn vị này. Mày thử nghĩ xem ngành đã đối xử với mày như thế nào để mày có cuộc sống ngày hôm nay. Vậy mà mày, hai vợ chồng mày, mày nỡ làm cái điều khốn nạn đến như vậy.